xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Và em là Cường Kê Thân, em là Cường Hàng Thùng. Ngày hôm nay thời tiết là 37-38 độ C, nên là anh em thông cảm nha, nhà em vừa phải bật điều hòa vừa phải bật quạt, nên là mic nó sẽ kiểu âm thanh nó sẽ không được tốt cho lắm. Nhưng thôi không sao, thì để quay trở lại với mã ngày hôm nay, chúng ta sẽ lên với mã K từ K1 đến K70. Và chúng ta sẽ quay trở lại giá là 150 cho một sản phẩm. Và tối nay chúng ta sẽ lên áo phông cổ bẻ. Và ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều thương hiệu to, ví dụ như là Lacoste, ví dụ như là Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Uniqlo, Giordano. Nói chung là nhà em cũng làm cái này cũng lâu rồi. Chính vì thế nên là hàng toàn hàng nước một thôi. Và cũng toàn kiểu gọi là những cái thương hiệu nó nổi tiếng thế giới. Và quay trở lại với Cường Kê Thân ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với mã từ K1 đến K70 nhá. Bắt đầu thôi. Ok, và hôm qua thì em có vào gọi là xem rating của shop em, thì thời điểm hiện tại là nhà em đang đứng top 1 về cái lượng tiếp cận khách hàng cũng như là phát trực tiếp, thì lượng người xem là đông nhất. Chính vì thế nên là em cũng cố gắng để lên nhiều mã nhất có thể nhé. Anh em vui lòng săn trong live giúp em nhé. Sau live thì rất là khó, thậm chí là trong live nó cũng khó luôn đấy, chứ không phải là sau live nó mới khó đâu. Chính vì thế nên là ai nhanh tay thì người đấy được thôi nhé. K1 chúng ta sẽ đến với Giordano, và chúng ta sẽ đến với một con với độ rộng vai là 52, dài 70-71 và độ rộng 56. Đây là một con màu xám toàn bộ là xám xi măng, và độ mới áo là 95%. Thương hiệu là thương hiệu Giordano đến từ Hàn Quốc. Giordano thì nó là một thương hiệu không phải xuất phát từ Hàn Quốc, nhưng mà con này được sản xuất tại Hàn Quốc nhé. Con này thì chúng ta sẽ có một cái con với chất liệu là cốt tông mềm, hàng của Giordano. Và form size con này sẽ là 6572 và cân nặng là 60-70, bởi form vai rất là rộng. Độ mới 95% thì không phải cân nhắc gì cả, bởi vì nó rất mới. Nếu nó có bất kỳ vết gì thì em sẽ báo nhé. Mã tiếp theo là mã K2. Chúng ta sẽ đến một con mới hơn cái con hôm trước, và form con này cũng to hơn con form hôm trước một chút. Về kiểu dáng các thứ thì giống nhau. Và con này là đến từ Tommy Hilfiger. Con này có độ rộng vai là 50, dài 83 và độ rộng bụng là 54 cơ. Cái con trước em nhớ em bán là độ rộng vai của nó chỉ có 4 mấy thôi. Và form size của con này, form size của con trước là form size M theo kiểu form regular fit. Còn con này là form M nhưng mà lại là form M rộng nhé. 6572 cân nặng 60-70. Hàng của Tommy Hilfiger và nó là hàng chính hãng em nhé. Từ cúc kiếc tem mác là in logo các kiểu này. Con này cũng gần 2 triệu một con nếu mà mua mới đấy ạ. Độ mới con này cũng khá cao. Mã thứ 3 chúng ta sẽ đến với chất liệu cốt tông mềm với thương hiệu Lab. Và con này lại tiếp tục đến từ thị trường của Hàn. Rộng vai 48, dài 75 và độ rộng bụng là 52 ạ. Một con màu nâu, con này là nâu gì nhỉ? Nâu đất, đậm, chất là chất 100% cốt tông và là cốt tông mềm. Độ mới cũng là 95%. Áo rất là ngon anh em nhé. 6572 cân nặng 60-68 ạ. Mã tiếp theo là mã 4, đây là một con áo mang tính chất sưu tập nhiều hơn là mang tính chất mua bán. Chúng ta sẽ đến với Nike, và đây là một con áo di chuyển của đội tuyển Hà Lan. Chúng ta sẽ có form size là 6572 cân nặng 60-68 với độ rộng vai 48, dài 78 và độ rộng bụng là 51. Hàng của Nike, và đây là áo của các cầu thủ khi di chuyển ở trên xe đấy ạ, tức là nó không chưa vào trận đấu. Con này mới cũng 95% luôn. Áo của Nike và của đội tuyển Hà Lan, thế nên là nó sẽ chỉ phù hợp với tất cả anh em nào mua về sưu tầm thôi. Mã 5 chúng ta sẽ đến với một thương hiệu của Hàn. Con này là thương hiệu của Hàn, con này của Galaxy ạ. Chất liệu của con này sẽ là chất liệu vải giống vải đũi, dạng cốt tông mỏng nhưng mà lại siêu thoáng khí nhá. Cái màu này thì người già mặc sẽ hợp lý hơn này. Đây là màu kem đậm với họa tiết viền cổ rất sang trọng. Rộng vai 52, dài 74 và độ rộng bụng là 54, thì chúng ta sẽ có form size là 6572 cân nặng 60-70. Chất con này còn co giãn nhẹ nữa cơ. Chính vì thế nên là anh em bụng to mà bụng bia, uống bia hay là anh em đi ô tô mà theo kiểu bụng hơi rộng tí thì mặc vẫn ok nhé. Bụng hơi to tí mặc vẫn ok, nó sẽ che được khuyết điểm. Mã tiếp theo là mã 6, chúng ta sẽ đến một con áo siêu mới. Nhưng con này màu của nó là màu hơi đặc biệt. Đây là một con Nike Gold. Nike và nó thuộc dòng Gold. Chính vì thế nên là áo này cực kỳ đắt. Con này em sơ giá theo mã của sản phẩm ở phía bên dưới này, thì giá của con này mua mới sẽ là 3 triệu 350 nghìn.
ở trên website. Rộng vai 50, dài 73 và độ rộng bụng là 54. Và con này chỉ có giá 150 với độ mới 98%. Quan trọng nhất ở con này đó là kiểu để mà phân vân ấy. Phân vân nhiều nhất đó là cái màu thôi, chứ còn độ mới áo và thương hiệu thì quá to. Mã tiếp theo là mã 7, chúng ta sẽ đến với Aniquilo. Aniquilo thì áo nó rất là giống nhau nhé. Rộng vai 44, dài 75 và độ rộng bụng là 55. Chúng ta sẽ đến với một con màu xám lông chuột đậm, với họa tiết là họa tiết những bông hoa ở trên áo. Cái họa tiết này thì zoom to lên mới nhìn thấy, chứ còn nếu mà nhìn xa thì nó giống như kiểu một con áo màu xám và có chấm bì ạ. 6572 cân, nặng 60-68. Hàng Aniquilo của nhà em thì anh em nhận hàng của đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4, đợt 5 thì anh em sẽ biết. Aniquilo lúc nào cũng tem mác đầy đủ và hàng lúc nào cũng mới trên 95%. Chất liệu 100% cốt tông. Mã 8 chúng ta sẽ đến với Aniquilo, nhưng mà con này là chất thể thao nhá. Rộng vai 46, dài 80 và độ rộng cũng 56. Một cái màu rất đẹp, cũng là xám lông chuột nhưng nó phối màu kiểu cái độ đậm của màu nó sẽ giảm từ phần cổ xuống phần dưới, là càng xuống dưới nó càng nhạt. 6572 cân, nặng 60-68. Con này là tem in anh em nhé. Riêng hàng này thì không phải cân nhắc nhiều, bởi vì là giá nó quá rẻ. Và cái nếu mà so sánh với chất lượng ấy, so sánh với thương hiệu áo thì nó quá rẻ anh em ạ. Mã 9 chúng ta sẽ đến với một thương hiệu còn kinh khủng hơn, đó là thương hiệu Boss, B-O-S-S. Rộng vai 50, dài 73 và độ rộng bụng là 58. Chúng ta sẽ đến với một con hàng dành cho business man và những người gọi là nhiều tiền. Thương hiệu Boss nhé. 1m65 đến 1m72 và cân nặng là 60-68. Không phải tự nhiên mà những chủ tịch, những giám đốc, những người mà họ gọi là có tiền, có điều kiện trong xã hội, họ chọn Boss, Lacoste hoặc là Tommy Hilfiger. Nó có lý do của nó hết ạ. Chất liệu hình thành những con áo cực kỳ đẹp nhé. Mã 10 chúng ta sẽ đến với Nepa, Italia. Rộng vai 48, dài 73 và độ rộng bụng là 59. Lại tiếp tục là form size M, rộng rãi thoải mái này. 6572 cân, nặng 60-70. Clip em lên ấy, ở trên kênh của em sẽ lên rất nhanh. Nhưng mà có một điểm mà anh em có thể tin tưởng ở em, đó là tất cả những sản phẩm này bọn em đã lọc rất kỹ. Khâu lọc rất kỹ, chỉ có khâu lên là em sẽ lên nhanh đấy. Mã 11 chúng ta sẽ đến với cây Sweet này. Rộng vai 43, dài 68 và độ rộng 48, dưới 1m68 và dưới 65kg nhỉ. Con này mặc form regular fit, hàng của cây Sweet, toàn thương hiệu lớn nhỉ anh em nhỉ. Nếu anh em để ý thì anh em sẽ thấy là trên kênh em toàn thương hiệu to đấy nhá. Bọn em không bán mấy cái hàng vớ vẩn, nước 2, nước 3 đi nhặt linh tinh về đâu. Toàn là hàng em mở hết này, tay em mở. 12 chúng ta sẽ đến với Aniquilo, con này màu đỏ nhá. Rộng vai 48, dài 80 và độ rộng 52. Bỏ qua phần màu thì chúng ta sẽ có chất liệu là 100% cốt tông và độ mới rất cao. 6572 cân, nặng 60-68. Con này em nghĩ là mặc đến 68 đấy, 95%. Bỏ qua phần màu thôi, màu đỏ này thì cũng lại là một cái màu kén người. 13 chúng ta sẽ đến với Nike, made in Thái Lan. Rộng vai 60, dài 80 và độ rộng bụng là 70. Đây là một con Nike thể thao màu trắng. Màu trắng thì nó sẽ phải có một vài vết anh em nhé. Này, sớm mút theo này. Con này 6875, cân nặng 6575. Màu trắng thì nó sẽ không được mới giống như những màu khác. Chúng ta phải thông cảm, bởi vì là thực ra là hàng hai hen mà, gọi là hàng thùng mà. Nhưng mà với giá 150 bao ship thì con này là siêu phẩm. 14 chúng ta sẽ đến với Decente, và chúng ta sẽ đến với con rất mới của Decente. Anh em nhấn mạnh, em nhấn mạnh con nào mới thì anh em cứ khó tính chọn giúp em nhé. Con này rộng vai 45, dài 72 và độ rộng bụng 52. 6572, cân nặng 60-65. Hàng của Decente. Cái hàng này nó siêu siêu bền luôn. Mà nó đẹp nhỉ. Thực sự là một con áo này mà chỉ phải mua với giá 150 bao ship. Tức là nếu giả sử như là tính giá trị gốc của sản phẩm, chỉ phải bỏ ra đúng 120.000. Quá rẻ. Mã tiếp theo là mã 15, chúng ta sẽ đến với Giordano size to nhé. Rộng vai 52, dài 83 và độ rộng 60. Nhưng con này mới 98% ạ. Hàng của Giordano. Ồ, thực ra là xem nào. Rộng vai 52 thì con này mặc 6572 và cân nặng 60-70 mặc vẫn được. Nhưng mà nếu mà anh em mà cao ấy, khoảng 75 ấy, thì vẫn mặc ok. Bởi vì con này mới đến 98% cơ. Mã tiếp theo là mã 16, chúng ta sẽ đến với Giordano tiếp ạ. Rộng vai 43, dài 72 và độ rộng bụng 43. Con này màu xanh rêu nhé. Con này size S, dưới 1m68 và dưới 65kg, mặc giúp em.
size S. Hàng thì chấm hết về độ xịn nhá. Tại sao mà gọi điện sang nhà em lúc nào cũng là hết và cháy? Là bởi vì nó quá đẹp so với cả mức giá. 17, chúng ta sẽ đến với Vision 2. Con này chất liệu của nó là chất liệu cô tông mềm, màu là màu đen. Form size con này cũng chỉ mặc size S thôi. Rộng vai 50, dài 70 và độ rộng 49. Dưới 1m68, dưới 65kg. Độ mới áo là 95% và chất liệu là 100% cô tông. 18, chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger màu xanh lá này. Rộng vai 43, dài 72 và độ rộng 50. Bỏ qua cái câu chuyện là màu, chất liệu là cô tông 100%. Chúng ta sẽ có một thương hiệu với tuổi đời rất lớn và với sự luxury rất kinh khủng. 1m65, 1m72, cân nặng 60-68. Tommy Hilfiger mà mua với giá 120.000, 150.000 cả ship, quá rẻ anh em ạ. 19, chúng ta sẽ đến với Lacoste. Hôm nay sẽ có mấy con Lacoste ạ. Rộng vai 47, dài 71 và độ rộng 53. Riêng Lacoste mà nhấc lên nhảy nhá, mà giá 150 là bay luôn. 1m65, 1m72, cân nặng 60-68. Chất cô tông 100%. 20, chúng ta sẽ đến với Ralph Lauren màu xanh dương này. Rộng vai 46, dài 73 và độ rộng 48. Dưới 1m68 và dưới 65kg mặc giúp em mã này. Còn hàng thương hiệu thì thương hiệu to, độ mới cao và sản phẩm không có lỗi. Đấy là cái rất quan trọng nha. 21, chúng ta sẽ đến với một con Swingman Grand Slam. Đây là một cái dòng của bọn PGA Tour ấy. Là một cái dòng sinh ra dành riêng cho những người đi đánh golf anh em. Và chất của nó là chất siêu mỏng, thấm hút mồ hôi cực tốt. 65-72 cân nặng 60-70. Đây PGA Tour này, nó sẽ có logo của một người đánh golf. Và riêng đã là hàng đánh golf thì nó khó để mà nó rẻ lắm. Rộng vai 54, dài 81 và độ rộng 57. 65-72 cân nặng 60-70 mặc giúp em nhá. Anh em lưu ý kỹ giúp em là hàng nó rất ngon, chính vì thế nên là trong live săn luôn giúp em nhé. 22, chúng ta sẽ đến với Uniqlo size S. Rộng vai 40, dài 62-63 và độ rộng 45. Con này thì dưới 1m65 thôi và dưới 65kg. Độ mới áo, chất liệu của nó là chất liệu thể thao cao cấp. Chúng ta sẽ có hệ thống thoáng khí ở mặt sau lưng, dành cho tất cả những ai mà thích đi chạy, đi chiếc các kiểu ấy. Con này thì mấy anh người nhỏ nhỏ mặc giúp em nhé. Hang ten với mã 23 chưa đo ạ. Được thưa các em ơi. Trên kìa. Mãi lôi từ trên xuống thì không lôi, lôi từ dưới lên. Chúng ta sẽ có rộng vai nha, để em đo luôn cho anh em nhé. Có một vài con chưa đo. Còn con này chất liệu là cốt tông mềm. Rộng vai 42. Độ dài là em sẽ tính từ cúc đầu tiên xuống nhá. Dài 68 và độ rộng bụng là 45. Size S ạ. Dưới 1m65, dưới 65kg. Mặc con này mà không sướng nhá, anh em cứ mua về đi, mặc mà không sướng em bao đổi trả luôn. Mặc mà bị ngứa hoặc là bị nóng ấy thì em đổi trả luôn cho mọi người. Riêng với cái chất liệu này em mặc không biết bao nhiêu quần áo của chất liệu này. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với áo của Bồ Đào Nha với mã 24. Chúng ta sẽ đến ngay với số 7 của Cristiano Ronaldo. Thần tượng của mình còn đọc tên sai, tại vì tên nó nhiều vấn ô của anh em. Em đọc rộng vai chứ nhá. Con này mang tính chất sưu tầm nhiều đấy. Rộng vai 44, dài 63. Con này mặc size S đấy. Nhưng con này đẹp lắm anh em. Có con này ở trong nhà treo thì cũng đẹp này. Hàng của Ralph Lauren đấy. Con này hơn 3 củ một con. Dưới 1m68, dưới 65kg. Hàng của Ralph nhá. Này, logo toàn bộ thêu này. Kể cả số 7 đằng sau cũng là thêu luôn. Dã man, ai thần tượng Ronaldo giống như em thì có thể mua. 25, chúng ta sẽ đến với Uniqlo. Rộng vai 43, dài 74, độ rộng 52. Một con cổ bẻ nhưng mà chất thể thao. Đẹp chưa? 65-72, cân nặng 60-68. Em mà lên cái hàng kiểu như này các shop khác chỉ có khóc thét. Giá nó rẻ, hàng nó còn ngon nữa. 26, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Annie nhá. Màu đẹp chưa? Độ mới cao lắm. Rộng vai 49, dài 75 và độ rộng 51. 65-72, cân nặng 60-68. Độ mới cực cao luôn anh em nhá. Đây này. Tiếp ạ. Đẹp kinh khủng luôn. 27, Tommy Hilfiger. Riêng nhìn thấy thương hiệu này thì áo kể cả có cũ cũng nên chọn nhé.
Mặc dù con này nó cũng không cũ đâu, nhưng mà em nói thật luôn, với cái thương hiệu này thì áo nó cực kỳ đắt ở ngoài thị trường. Anh em cứ đi vào store của Tommy mà xem. Con này màu bã trâu, rộng vai 43, dài 70 và độ rộng bụng là 45, dưới 1m68, dưới 65kg, hàng của Tommy, màu bã trâu nhá. Con này bị vết gì đây? À, cái vết này giặt ra được anh em nhá. Thôi bây giờ như này đi, con này em để tặng đây. Một, nó có 1-2 vết nhỏ nhỏ, nhưng mà vết đấy giặt ra được. Polar Ham với mã 28 ạ, 27 đặng nhá, 27 biển tỉnh Điện Biên. Con này cũng là số 7 và cũng là một con áo rất là hay. Rộng vai 44, dài 74 và độ rộng bụng là 52, 1m65, nó sẽ có dòng chữ Boston ở trước ngực này, đẹp chưa? 1m65, 1m72, cân nặng 60-68, màu xanh dương. Em sẽ không sâu tem nữa đâu, mất thời gian lắm. Chắc chắn có đấy. 29 chúng ta sẽ đến với Lecaq Sport này, toàn thương hiệu to nhỉ anh em nhỉ. Rộng vai 53, dài 71, độ rộng 55. Con này lại còn là màu xám, xám đậm nữa, một cái màu rất nhiều người chuộng, xám lông chuột đậm. 1m65, 1m72, cân nặng 60-68. Hàng nó thực sự rất đỉnh anh em nhá. Này, kèm mã QR đọc được từng chữ một. Thương hiệu to mà nó còn mới nữa, giá lại rẻ. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với một cái mã dành riêng cho ai đánh gôn này, Cataway. Anh em đi đánh gôn nhiều chắc chắn anh em biết cái mã này. Rộng vai 42, dài 70 và độ rộng 47. Chất liệu có giãn, thun có giãn 4 chiều và cái áo này cực đẹp luôn. Cataway. Logo giống logo của VinFast này. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-68. Và con này đến từ thị trường của Hàn này. Con này chuyên dành cho đánh gôn nên là chất liệu của nó cao cấp lắm. 31 chúng ta sẽ đến ngay với thương hiệu Gap. Đây là một con cốt tông 100% nhé, hàng của Gap. 65-72 cân nặng 60-68, nhìn form là biết. Rộng vai 46, dài 77 và độ rộng bụng là 50. Cổ màu xám đậm và áo là màu xanh sọc, xanh sọc trắng hoặc là trắng sọc xanh cũng ok. Giống con ngựa vằn ấy, không biết là trắng vạch đen hay là đen vạch trắng, kiểu vậy. 32 chúng ta sẽ đến với Aniquilo, rộng vai 40, dài 65 và độ rộng bụng 48. Xám lông chuột, dưới 1m65, dưới 65kg đấy ạ. Áo đẹp dã man luôn. Tiếp ạ. 33 chúng ta sẽ đến với Aniquilo. Và con này màu bã trầu nhá. Rộng vai 41, dài 72 và độ rộng bụng 51. 1m65, 1m72 và cân nặng 60-68. Gần như mới luôn. Cốt tông ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Crocodile với mã 34. Con này màu vàng nhạt nhé. Rộng vai 59, à nhầm, rộng vai số 4 ghi giống số 5. Rộng vai 49 ấy, dài 72 và độ rộng bụng là 56. Lại tiếp tục là một con thuộc cái dạng chất liệu cốt tông mềm và rất mỏng. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-68 luôn. Đây, con này cũng là một trong số những con em bao cho mọi người mặc. Nếu mà không thoải mái, không mát, không giống như những gì em quảng cáo thì em sẽ bao đổi trà luôn. 35 chúng ta sẽ đến với Giordano. Một xám lông chuột, rộng vai 41, dài 70 và độ rộng 46. Anh em có thấy ai bán hàng thùng mà bảo hành như hàng mới như em chưa? 65-70, con này đến 70 đấy nhá. Và cân nặng là 60-65 đấy. Con này size S. Em sẽ cho mọi người xem tem mác random nhá. Con nào nó cũng có mà, chẳng qua là em không thích sâu thôi, mất thời gian đó. Con này chất cô tông mỏng. 36 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Dunlop nhưng con này cổ tàu nhá, Moto Sport. Rộng vai 46, dài 70 và độ rộng bụng là 50. Với cái cổ tàu thì nó form nó sẽ ngắn hơn. 65-72 và cân nặng là 60-68. Hàng của Dunlop và chất là chất 60 cốt tông, 30 polyester và 10% là spandex. Dunlop nó là một cái thương hiệu làm rất là nhiều các cái sản phẩm luxury dành cho các hãng xe. Nhưng con Harley Davidson em đang đi, lốp của nó cũng là lốp của Dunlop. 37 chúng ta sẽ đến với Buccaro. Và đây là một con màu trắng. Rộng vai 60, dài 78 và độ rộng bụng là 63. 65-72 cân nặng 60-70. Con này có cái vết gì ở dưới này? Con này bị chấm một cái vết màu đỏ ở bên dưới vạt nhé. Mã này để tặng ạ. Ôi cái vết nhỏ này phí nhỉ, cả con áo đang rất đẹp này. Nó vạch QR đầy đủ. Đây này, Made in Korea.
chất cũng ngon nhé. Thôi để đặng đi, nó bị chấm một tí đấy. 38 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Musisa Standard, rộng vai 47, dài 70 và độ rộng 52. Bọn này form của nó là sẽ là form old school nhé. Và cổ của nó sẽ không có cúc. Đấy là đặc trưng của polo của bọn Musisa Standard. Nhưng mà nó mới 6572 cân nặng 60-70. 39 chúng ta sẽ đến với Polar Ham, The Basic T-shirt này, rộng vai 48, dài 73 và độ rộng 52. Ai mà thích màu trắng giống như em thì có thể chọn mã này, bởi vì mã này trắng tinh. 1m65, chất cô tông mềm nhé. 1m72 và cân nặng là 60-68. Tem này, cúc đi kèm. 40 chúng ta sẽ đến với thương hiệu mà em vừa nhắc đến vừa nãy, đó là PGA Tour, một thương hiệu chuyên dành làm áo dành cho những người đi đánh gốp. Rộng vai 49, dài 78 và độ rộng 55, 6572 cân nặng 60-70. Cái chất này thì nó không thể thẳng được anh em ạ, phải là. Bởi cái chất này là chất kiểu giống vải đũi ấy. Vải để đánh gôn mà, đây này. Em logo người đi đánh gôn PGA Tour, và cái con này thì logo là logo thêu. Hàng này đánh gôn thì không thể rẻ được. Anh em mà không đi đánh gôn ấy, anh em mà kiểu mặc bình thường ấy, thì anh em có thể trải nghiệm mấy con đánh gôn này để biết tại sao nó lại đắt. 41 Aniquilo màu cam, rộng vai 42, dài 66 và độ rộng bụng 45, size S tiếp. Aniquilo thì lúc nào cũng là 95% trở lên. Về độ mới thì khỏi phải bàn nhé, format dưới 1m65, dưới 65kg. À anh em có thích em sâu tay em sâu luôn này. Thực ra là em không muốn mất thời gian cho cái việc là soi vào cái tem của nó ấy. 42 chúng ta sẽ đến với một con của Spao hàng Hàn, rộng vai 45, dài 66 và độ rộng bụng là 48. Lại tiếp tục là size S nha, con này màu xanh tím than. Ánh điện nó chói thôi chứ còn ngoài nó mới lắm. Dưới 1m65, dưới 65kg nhưng hàng Hàn Quốc. Chất liệu là 100% cốt tông. Hàng của Spao. Tiếp 43 Aniquilo. Riêng hàng Aniquilo thì chỉ cần xem form và màu thôi. Chứ là độ mới à, hàng Aniquilo mới 6572 cân nặng 60-68. Rộng vai 47, dài 76 và độ rộng bụng là 50. Form rất đẹp. Mờ chuẩn, rất đẹp. Tiếp em ơi. Đây chúng ta sẽ đến với một con hàng của Ý này. À hàng của Pháp, sorry, Valentino này. Con áo mấy triệu bạc ấy. Rộng vai 52, dài 65 và độ rộng bụng 52 luôn. Chất thì cực ngon luôn nhá. 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60-65. Hàng của Valentino anh em nhá. Anh em đi search áo Valentino đấy. Nghe cái tên thương hiệu là đã thấy nó luxury rồi chứ còn đừng nói là sờ vào con áo. 45, tại sao có một con Lacoste đẹp như này ở đây. Rộng vai 42, dài 72 và độ rộng bụng 48. Đây. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-65. Dã man, cái logo Lacoste đẹp nhỉ. Hàng pha ke làm sao làm được như này anh em. Không thể làm được luôn. Nó rất đẹp anh em nhé. Chất cốt tông mềm. Áo của Tiến hả Tiến? 46 chúng ta sẽ đến với áo của MU ạ. Manchester United. Con này thì mang tính chất kỷ niệm rất nhiều. Rộng vai 43, dài 73 và độ rộng 53. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-68. Đây cũng là một câu lạc bộ mà lượng fan hâm mộ em nghĩ là top 1, top 2. Top 1 không em? Ở Việt Nam thì là top 1. Những người hâm mộ MU. 47 ạ. Con đấy thì mặc cũng được mà sưu tập được. Bin Pole. Chúng ta sẽ đến với một con màu tím. Rộng vai 53, dài 80, độ rộng 60. Con này chất rất ngon nhé. Form cũng đẹp. Mỗi tội là cái màu thôi. Cái màu này hơi kỵ người. 1m65, 1m72, cân nặng 60-70 ạ. Hàng của Bin Pole. Toàn thương hiệu to ấy. Từ nãy đến giờ đã có một cái thương hiệu nào mà không nổi đâu anh em. Toàn thương hiệu lớn ấy. Tiếp ạ. 48 chúng ta sẽ quay trở lại với con Basic của Aniquilo màu xám toàn bộ. Rộng vai 44, dài 74, độ rộng bụng 48. 6572 cân nặng 60-68. Mới như này thì làm sao phải nghĩ anh em. Chia sẻ thật với anh em luôn là em buôn ấy, em là người buôn hàng này. Em cũng là người bán rất nhiều sản phẩm này. Em chưa năm nào mà em bán giá nó rẻ như năm nay đâu anh em. Spao ạ, với mã 49. Rộng vai 48, dài 80 và độ rộng bụng 54. Con này màu vàng đậm nhá.
65 72 cân nặng 60 70. Anh em nhìn này, cả một con áo như thế này. Hai hen. Không có một vết bẩn nào cả. Thì không phải hàng nước một không thể làm được điều này đâu anh em. Đây. Trong một cái kiện khoảng 500 con bới cả một buổi chiều thì ra được khoảng 30 con. Và một ngày phải bới bao nhiêu kiện thì mới ra được đống này. Ăn đi ạ. Rộng vai 45 dài 70, độ rộng 52 với mã là 50. Cái mã tròn mã 50 này đẹp nhỉ. 6572 cân nặng 60-68. Anh em cứ nhìn nhé. Cái này là ánh điện hắt vào nhá, cả con áo màu xanh dương rất đẹp nhá. Đây này. Tiếp ạ. Chúng ta sẽ đến với mã 51 và chúng ta sẽ đến với một con của Los Angeles và nó là của GERT. Chất liệu vải đũi, rộng vai 50, dài 73 và độ rộng bụng 55. Con này màu cũng người già mặc thoải mái này, màu nâu đậm. Vải đũi thế này nó rất mỏng. Chúng ta sẽ đến với một con té mát đầy đủ nhá, xuất phát điểm từ Nhật. GERT. Hàng Los Angeles, 6572 cân nặng 60-70, vải đũi. Tự nhiên kiểu bị dị ứng quá, em kiểu em bị viêm mũi dị ứng anh em ạ. 52 chúng ta sẽ đến với pin Pole. Rộng vai 48, dài 75 và độ rộng bụng 53, chất liệu là cốt tông mềm, hàng của pin ạ. 1m65, 1m72 cân nặng 60-68 nhé. Chất liệu này không bao giờ phải nghĩ về mặc sướng. Chẳng qua là phải là nhiều ấy. Mới cả là cái áo này thì anh em nên treo lên, thay vì gấp thì nó sẽ đỡ phải là. 53 chúng ta sẽ đến với Aniquilo. Rộng vai 45, dài 72 và độ rộng 51. Con này màu xám xanh. 6572 cân nặng 60-68. Độ mới cao lắm. Chẳng qua là mấy cái màu kiểu như này, nếu mà nhìn ở trong ánh điện ấy, anh em cứ nhìn cái tem anh em biết mới này. Nhìn ở trong ánh điện thì nó sẽ có kiểu hắt sáng ấy. Nó sẽ bị kiểu ám màu thì 54 Aniquilo Made in Indian. À Made in Cambodia. Rộng vai 58, dài 86, độ rộng 66. Con này thì dành cho những ai cao từ 1m70 đến 1m85 và cân nặng là 70kg trở lên. Ani nhưng mà form to. Lâu lâu phải có một con form to cho anh em nào mà thực sự béo chứ nhỉ. Con nên form vừa mãi, những anh em béo vào kênh em xem không săn được cái gì. Đây Ani. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Giordano màu vàng nhé. Hàng của Giordano và Ani nó mới ngang nhau. Rộng vai 45, dài 72 và độ rộng bụng là 53. Mã 55, à rộng bụng 50 ạ. Màu vàng. 6572 cân nặng 60-68. Hàng nó rất mới nghe. Con nào có lỗi cái em báo luôn hoặc là tặng luôn. Hàng nhà em nhiều mà. 56 à, chúng ta sẽ đến với Koro Kodai màu trắng, rộng vai 53, dài 64-65 và độ rộng bụng cũng là 53 luôn. Con này form size 65-70 là chiều cao. Còn cân nặng thì là từ 60 đến 68. Con này cắt tác dưới à? Không có tác dưới anh em ạ. Hàng của Koro Kodai. Mã này sẽ là mã 56. 27 và 56 sẽ là hai mã tặng nhé. Nó bị cắt tác dưới rồi. 57 Ralph Lauren này. Anh em biết Made in gì đây không? Đọc kỹ giúp em. Made in USA. Đây là một con Polo Ralph Lauren hàng của Mỹ. Rộng vai 50, dài 80, độ rộng 55. 6572 cân nặng 60-70. Hàng Ralph Lauren này, còn hàng của Mỹ này. Đã man không? Chất cô tông rất đẹp nhé. Này tem. Dã man. 58 ạ, chúng ta sẽ đến với một con với rộng vai 46, dài 76, độ rộng 52 nhé. Con này hàng của Hu ạ. Chất thể thao. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-68. Hàng Hu. Mới lắm. 59 ạ, một con Nike Tiger Woods, lại tiếp tục là một con Nike thuộc. Con này không được mới lắm, nhưng mà nó là Nike và nó thuộc cái dòng của đánh gôn. Con này nếu mà anh em về mà anh em kiểu kỹ tính đi thì anh em giặt qua khoảng 2-3 lần nước trước khi mặc giúp em nhé. Tem rất mới này. 6572 cân nặng 60-68. Hàng của Nike đấy ạ. Rộng vai 46, dài 70, độ rộng 55. Mới cả là bởi vì nó màu sáng ấy, thế nên là nó
nó dễ để phát hiện cái việc là nó cũ hơn là những cái con màu tối. Giordano này 60, rộng vai 44, dài 75, độ rộng 65, size M chuẩn này, 65-72, cân nặng 60-68 luôn. Đồ mới áo nhìn kỹ giúp em nhé, hàng rất đẹp luôn. Giordano thì chấm hết về độ xịn này, thương hiệu nó cũng nổi mà. 61 chúng ta sẽ đến với cây Swift, rộng vai 48, dài 83 và độ rộng 54. Lại tiếp tục là một con rất mới của cây Swift, màu xanh nhạt. Cái màu này mùa hè mặc sẽ rất mát nhé. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. Form size em đọc kỹ hết rồi nha anh em nhé, lưu ý kỹ giúp em. Tem mác cúc kiếc đầy đủ. Đăn lốp tiếp với mã 62, chúng ta sẽ đến với rộng vai 40, dài 81 và độ rộng 48. Hệ thống thoáng khí đằng sau lưng này. Con này vải của nó mặc không khác gì vải đũi. Hàng rất mát, 65-72, cân nặng 60-68. Mấy cả là em nghĩ là đến bây giờ, đến thời điểm bây giờ thì em chia sẻ thật với mọi người luôn là em chả cần phải nói gì về sản phẩm đâu. Em nói thật, hàng nhé lúc nào cũng chạy. Anh em cứ nhìn cái kênh của em, cái sự phát triển kênh em mà anh em biết. Có phải tự nhiên mà bây giờ nhắc đi nhắc lại thì lại bảo là kiểu hay khoe, nhưng mà có phải tự nhiên được nút bạc đâu anh em. Hơn 100.000 người theo dõi mà. Yonex 63, một con Yonex mới đét. Rộng vai 41, dài 68, độ rộng 49. Màu vàng nha. 65-70, cân nặng 60-68. Con này thì mới lắm anh em. Đây này, tem chống hàng giả của Yonex nguyên luôn. Bảo sao nó không chạy anh em. Giá này nó phải chạy chứ. 64, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Sen. Đây là một con vải đũi với rộng vai 53, dài 75 và độ rộng bụng 55. Vải đũi nhá. Màu này rất hợp với người già, nâu đỏ. Logo thêu ở trên túi này, độ mới áo rất cao. Và anh em nhớ kỹ giúp em là nó chỉ có giá 150 thôi. Chính vì thế nên phải nhanh tay. 65-72, cân nặng 60-68 ạ. 65, chúng ta sẽ đến với con Nike Gop Tour Performance. Đấy, hàng Nike dòng Gold, dòng Gold mới đến như thế này, giá có 150, bảo sao nó không chạy. 65-72, cân nặng 60-68, tem mác lại còn đầy đủ nữa. 65 ạ, mã này đẹp lắm anh em. 66, ba con màu hồng cạnh nhau luôn, dã man. 66, chúng ta sẽ đến với Tommy, rộng vai 45, dài 87 và độ rộng bụng là 50. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-68. Con này màu hồng nhạt nhá. Con này dành cho những business man, những CEO, chủ tịch các kiểu ấy. Này, mặc những cái màu kiểu nó sáng ra nhỉ. Mấy cái con màu hồng này thì anh em da đen giống như em là không nên mặc nhá. Em nói luôn ấy, da trắng mới nên mặc. Hồng này mà mặc da đen nha, em nói thật luôn là cái nó lộ da đen rồi đấy. 67, chúng ta sẽ đến với Champion này. Rộng vai 48, dài 75 và độ rộng 52. Thương hiệu này cũng nổi dã man. 65-72, cân nặng 60-68. Đấy, hàng của Chem. Chất liệu vải là cốt tông cá sấu. Anh em bảo hàng nó như thế này, 150 làm gì có chuyện nó không bay được. Tiếp ạ. 68, chúng ta sẽ đến với Over. Đây là một con hàng của London với màu hồng nhạt. Chất liệu thì thôi nhá, khỏi bàn, nó rất đẹp luôn. 65-70, cân nặng 60-68. Bây giờ anh em đừng quan tâm đến màu nữa anh em. Polo mình mặc màu gì chả được. Nếu mà mình mặc kiểu quần trắng ấy, thì mặc với áo hồng nó hợp hơn rất nhiều so với cả việc là mình mặc quần trắng mà mặc với cả áo gọi là những con áo xanh navy ấy, thì nhìn cái quần nó sẽ bị nổi. Nhưng mà nếu mà mặc đã là mặc màu sáng cả cây ấy, thì nên mặc cái áo màu cũng màu sáng này nhá. Anh tưởng 70 mã. 69, chúng ta sẽ đến với Lecoq Sport, hàng con gà đấy ạ, Pháp. Rộng vai 50, dài 78, độ rộng 62, chất thể thao nhá. Con này 65-72, cân nặng 60-70, hàng của Lecoq. Toàn hiệu chứ, đâu đơn giản à. Này, tem cốt bé tí rồi. Đấy mà cái tem cốt còn nguyên nhá, nó bé như này nó còn nguyên. Áo mới lắm, chất thể thao. Và mã cuối cùng ngày hôm nay sẽ là một con Nike với mã 70. Rộng vai 54, dài 74 và độ rộng 59. Màu xanh nhạt, màu rất hợp với mùa hè. 65-72, cân nặng 60-70. Lưu ý kỹ giúp em nhá. Này,
Sớm mút này không phải là nó bị thêu lệch đâu nha, mà bởi vì chỗ này nó bị nhăn. Vải này vải cố tông 100% mà. Tem Thái, đẹp lắm. Made in Thái Lan. Nike. 150 luôn, mới. Ok, và mã K70 sẽ là mã kết thúc clip tối hôm nay, và hẹn gặp lại tất cả anh em vào tối mai nhé. Tối mai chúng ta sẽ quay trở lại với sản phẩm quần jean ạ. Và bye bye. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ nhé. Em là Cường Kiên Thân.